ban nhạc Tiền Si. Tên đã nói đủ, tôi không cần giới thiệu nhiều. Bây giờ tôi chỉ xin giới thiệu những người si tình trong ban nhạc Tiền Si. Người đứng đầu mà tôi quen biết lâu lắm rồi và tôi thấy hình như là cũng si tình lắm, đó là Viết Thái, một người chơi solo guitar thật hay. Cảm ơn Viết Thái. Một người kế tiếp trong ban nhạc Tình Si mà chưa có vợ, thành thử ra nếu mà nói si tình cũng có khi cũng có, nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa có vợ và càng đánh thì tóc càng rụng. Xin giới thiệu quý vị Minh Cương chơi bass. Và người đánh trống ở Mỹ từ nãy giờ chúng ta thấy giấu mặt trong sau cái dàn trống, một người tôi chưa được hân hạnh quen biết mà không biết có dính líu gì tới ông Nguyễn Ánh Chín hay không. Anh cũng tên Chín, anh Lê Chín. Và một người rất là si tình ở trong ban nhạc Tình Si, và hôm nay không biết là vợ có đứng ở dưới để mà nghe mình đánh không, chứ đứng trên quý vị đông quá, tôi thấy đang mặt đang tái mét run rẩy. Xin giới thiệu quý vị Thanh Hùng. Và xin quý vị cho một tràng pháo tay thật to cho ban nhạc Tình Si.